thông báo Tòa Giám mục Huế về thánh lễ truyền chức phó tế ngày 19 tháng 3 năm 2022. Hội Thánh Công giáo, Tòa Tầm Giám mục Huế số 6, Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế. Thông báo về việc truyền chức phó tế, kính gửi quý linh mục, quý bề trên dòng, quý đại chúng sinh, quý anh chị em giáo hữu. Tòa Tổng Giám mục Huế trân trọng thông báo, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã gọi quý thầy sau đây lên chức phó tế. 1. Thầy Phaolô Lê Phước Hân, sinh năm 1988, tại giáo xứ Triều Sơn Nam. 2. Thầy Gioakim Lê Đức Hiếu, sinh năm 1990, tại giáo xứ Nhất Tây. 3. Thầy Phaolô Hoàng Thanh Hưng, sinh năm 1988, tại giáo xứ Loan Lý. 4. Thầy Giuse Mai Văn Nghiễm, sinh năm 1988, tại giáo xứ Đông Lâm. 5. Thầy Phacico Trung Trần Cao Nguyên, sinh năm 1988, tại giáo xứ Ngọc Hồ. 6. Thầy Gioakim Phạm Thái, sinh năm 1985, tại giáo xứ Hà Úc. Đức Tổng Giám mục Giuse, chủ tế thánh lễ truyền chức phó tế cho các ứng viên trên lúc 8 giờ 30 thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022 tại nhà nguyện Đại Chủng Viên Huế. Xin các thành phần dân Chúa hiệp ý cầu nguyện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang. Ai biết các ứng viên phó tế trên có ngăn trở về giáo luật, xin vui lòng báo cho Tòa Tổng Giám mục Huế càng sớm càng tốt. Tổng đại diện, đóng dấu và ấn ký, Linh mục An Tôn Dương Quỳnh.